phân loại saffron. Với lịch sử hơn 3.000 năm, saffron được thế giới biết đến là một loại thảo dược quý, có nhiều giá trị cho sức khỏe và làm đẹp. Iran luôn là khu vực trồng saffron có sản lượng cao nhất, với thổ nhưỡng phù hợp, cộng thêm các bí quyết canh tác lâu đời, chất lượng saffron tại Iran luôn được đánh giá cao. Một năm, cây nghệ Tây chỉ ra hoa một lần, mỗi cây có 4 hoa, mỗi bông hoa có 3 nhụy. Để thu hoạch saffron, người ta phải hái bằng tay từng sợi nhụy trong bông hoa. Cần phải hái tới 170.000 bông hoa nghệ Tây mới đủ cho 1 kg saffron chưa phân loại. Sau khi chia, tùy theo chất lượng, mỗi loại sẽ có giá thành khác nhau, từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng cho 1 kg saffron. Có 5 loại chính như sau. Loại 1, Nechin, loại cao cấp nhất. Các sợi saffron Nechin được cắt phần gốc, chỉ để lại phần chấm chân nhụy màu vàng và nguyên phần ngọn đỏ ở phía trên. Nechin có hương thơm đậm, cường độ màu sắc và hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn hẳn các loại khác. Và đây cũng là loại saffron đắt giá nhất trên thị trường. Loại 2, Sargon. Sargon là những nhụy hoa ngắn hơn loại Nechin, do đã cắt hoàn toàn chấm chân màu vàng ở phần dưới, nó chỉ còn là phần ngọn đỏ ở phía trên. Vì thế, loại này còn được gọi là All Red. Loại này có cường độ màu sắc cao nhưng hương vị lại kém thơm hơn Nechin khá nhiều. Loại 3, Pusali. Pusali là loại saffron có phần nhụy đỏ, thêm cả phần chân nhụy màu vàng dài khoảng 2-3mm để tăng trọng lượng, nhưng lại kém về mặt chất lượng hơn hai loại trên. Do đó, loại này có chất lượng màu và hương vị kém hơn cả Nechin lẫn Sargon. Loại 4, Bunch hay còn gọi là Destehi. Bunch là loại saffron được giữ nguyên cả phần nhụy màu đỏ lẫn phần chân nhụy màu vàng, y như khi mới hái và thường được bó với nhau thành từng bó. Do có phần chân vàng rất dài nên giá trị loại này thấp hơn bao loại trên. Loại 5, Style hay còn gọi là Congee. Style là phần gốc nhụy màu vàng nhạt được lấy từ phần bỏ lại khi thu hoạch Nechin và Sargon, Pusali. Về cơ bản thì mọi người thường hay nhầm giữa loại 1 và loại 2. Cách phân biệt thì chỉ cần để ý, loại Nechin cao cấp nhất luôn có sợi dài hơn và có chấm vàng ở chân, khác với Sargon sợi ngắn, vụn và chỉ có màu đỏ. Trên thị trường Iran và kể cả các nước khác nói chung, đa phần các loại đóng gói sẵn đều là loại 2, Sargon, vì so với loại 1, Sargon rẻ hơn tương đối nhiều. Tại Việt Nam, hiện nay chỉ có duy nhất công ty Saffron Việt Nam nhập khẩu Saffron và đặc biệt là Saffron Nechin từ Iran, được Bộ Y tế cấp phép và Đại sứ quán Iran ủng hộ nhiệt tình. Đối tác của Saffron Việt Nam chính là Koha Saffron, đơn vị xuất khẩu nhụy hoa nghệ Tây lớn nhất Iran và trên toàn thế giới. Saffron Việt Nam, tinh hoa sắc đẹp, huyền bí.